Dự đoán mới nhất của Anthony Cheung vào năm 2024 sẽ xảy ra một thảm họa lớn. Virus cổ đại có thể được hồi sinh. Rất nhiều dự đoán của các nhà tiên tri cho rằng nhân loại sẽ phải đối mặt với đại thảm họa vào năm 2024. Thế giới cuối cùng sẽ hướng đến diệt vong. Thiên tai và thảm họa do con người gây ra chính là kết quả quy luật vận động của tự nhiên. Nhiều người tin rằng thiên tai là quy luật bất biến mà con người không thể lường trước. Tuy nhiên, Dato' Anthony Cheung, một nhà tiên tri được xem là thần thánh ở Malaysia, đã cập nhật dự báo mới nhất của mình rằng trái đất có thể sẽ gặp những thảm họa lớn, bao gồm cả thiên tai và nhân họa vào năm 2024. Trái đất sẽ trải qua sự nóng lên chưa từng có. Bão mặt trời sẽ mang đến nhiều thiệt hại lớn cho địa cầu, thậm chí các virus cổ xưa cũng có thể hồi sinh. Cho đến hiện tại, một trong số những lời tiên tri ấy đã trở thành hiện thực. Và chúng ta đã đi qua hơn nửa năm 2024. Cụ thể, Dato' Anthony Cheung đã nói những gì và những điều này có khả năng xảy ra hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Nhìn lại khoảng thời gian qua, con người đang không ngừng tàn phá trái đất bằng các hình thức chiến tranh, hỏa hoạn, ô nhiễm môi trường và rác thải. Song song với sự phát triển của công nghệ cao thì trái đất càng ngày càng bị hủy hoại. Có phải nhân loại đang thực sự tiến tới sự hủy diệt? Không chỉ được biết đến với danh hiệu là một nhà tiên tri, Anthony Cheung còn là một doanh nhân xuất sắc, cố vấn phong thủy quốc tế, vô cùng thông thạo kỳ môn độn giáp, phong thủy và các học thuyết bí ẩn khác. Những danh hiệu này đều là sự ghi nhận thành tựu trong lĩnh vực phong thủy của ông. Nhưng điều khiến Anthony Cheung nổi tiếng nhất là lời tiên đoán về tương lai tại một hội nghị phong thủy vào năm 2019. Ông đã nhìn thấy những dấu hiệu tai ương trong tương lai, trong đó có thảm họa thiên nhiên, đại dịch và bạo loạn. Không lâu sau đó, những điều ông tiên đoán tại hội nghị đã trở thành hiện thực, như đại dịch Covid-19 năm 2019, trận lũ lớn nghìn năm có một ở Trịnh Châu vào năm 2021 và cuộc nổi dậy lớn ở Kazakhstan vào năm 2022. Trong một lời tuyên đoán vào năm 2022, Anthony Cheung tiếp tục dự đoán rằng vào năm 2024, nhân loại sẽ phải đối mặt với một loạt các thảm họa bởi thế giới đang bước vào thời kỳ cửu ly hỏa vận. Vào thời điểm này, nhiều thay đổi lớn sẽ xảy ra trên thế giới. Nhiều thử thách sẽ tiếp tục kéo dài cho đến năm 2043. Nhắc lại một chút về cửu ly hỏa vận cho những ai chưa biết. Theo quan điểm của bát quái, cửu vận tương ứng với ly quẻ, còn ly quẻ tương ứng với yếu tố hỏa. Trong ngũ hành, hỏa vừa là hư vừa là thực. Chúng ta có thể nhìn thấy lửa nhưng không thể kiểm soát được nó. Đồng thời, lửa có thể tạo ra mọi thứ nhưng cũng có thể phá hủy vạn vật. Vì vậy, có thể nói rằng năm nay có rất nhiều thảm họa liên quan đến hỏa xảy ra. Nên dự đoán đầu tiên của Anthony Cheung là nhiệt độ trái đất sẽ tăng lên rất cao. Và quả thực, vào tháng 6 năm nay, Ấn Độ đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục lên đến hơn 50 độ C, khiến 143 người thiệt mạng. Đây là một lời cảnh báo lớn về sự nóng lên toàn cầu. Ngoài ra, Anthony Cheung còn dự đoán rằng, cùng với sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, hàng loạt sông băng sẽ tan chảy. Đây không phải là lời cảnh báo vô căn cứ. Vì khi con người xả thải quá nhiều khí CO2, tầng ozone sẽ bị phá hủy, khiến bức xạ mặt trời tiếp tục tác động nhiều hơn, dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ và tan chảy của sông băng. Nước biển sẽ dâng lên và nhấn chìm đất liền. Đây cũng có thể được gọi là cửu ly hỏa vận mà Anthony Cheung đã nói đến. Tuy nhiên, điều khủng khiếp nhất không phải là những dự đoán chúng ta vừa liệt kê, mà là sự hồi sinh của các virus cổ đại. Anthony Cheung tiên đoán rằng, cùng với việc băng tan, thì các virus cổ đại sẽ hồi sinh, thảm họa thực sự sẽ bùng phát trong xã hội loài người. Những loại virus này là gì và tại sao sự hồi sinh của chúng lại liên quan đến con số 9? Anthony Cheung tin rằng sau khi bước vào cửu ly hỏa vận thì năng lượng hỏa sẽ tăng lên đột ngột, đồng nghĩa với việc nhiệt độ sẽ thay đổi đáng kể. Khi nhiệt độ tăng lên thì những dòng sông băng cũng bắt đầu tan chảy. Thực ra, lời tiên đoán của Anthony Cheung không phải là vô căn cứ, bởi vào năm 2014, các nhà khoa học đã tìm thấy một loại virus khổng lồ trong lớp băng ở Serbia có đường kính lên đến 0,5mm. Họ phân tích rằng loại virus ấy đã bị bao phủ trong băng tuyết suốt 30.000 năm
và điều đáng lo ngại là chúng không chết mà chỉ ở trạng thái ngủ đông. Điều này có nghĩa là khi nhiệt độ toàn cầu tăng cao và băng tan chảy, loại virus này sẽ một lần nữa được hồi sinh. Đến thời điểm đó, chúng có thể gây ra một thảm họa thế kỷ. Tất cả chúng ta đang trải qua khoảng thời gian kinh hoàng khi virus SARS và COVID-19 hoành hành, nên sự nguy hiểm của virus chắc hẳn ai cũng hiểu rõ. Ngoài sự nóng lên về thời tiết, Anthony Chung còn dự đoán nhiều khu vực trên thế giới sẽ phải trải qua thời tiết vô cùng lạnh giá. Dự đoán này đã bắt đầu có dấu hiệu từ đầu năm nay, khi khu vực Đông Bắc của Trung Quốc đã trải qua một đợt rét đậm gây ra nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần của người dân. Có thể nói, tình trạng cực đoan của thời tiết đều được Anthony Chung dự đoán dựa trên cửu ly hỏa vận. Ngoài ra, ông còn dự đoán rằng vào năm 2024 sẽ xảy ra một loạt các trận động đất. Điều này cũng khiến nhiều người lo ngại, bởi đầu năm nay là trận động đất ở quần đảo Talao, Indonesia, sau đó đến trận động đất ở quần đảo Vanuatu tại Mỹ. Chỉ trong vòng 6 tháng, toàn thế giới đã xảy ra 42 trận động đất có độ lớn trên 6 độ Richter. Riêng Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng 155 trận động đất lớn nhỏ, làm 48 người thiệt mạng. Gần đây nhất là một trận động đất mạnh 4,8 độ Richter đã xảy ra tại Tân Cương, khu tự trị của Trung Quốc. Theo thống kê, số trận động đất năm nay đạt mức cao nhất lịch sử và diễn ra với tần suất cao đáng lo ngại. Theo dự đoán của Anthony Chung, ngay từ đầu năm, thế giới đã bước vào năm Giáp Thìn. Sự gia tăng năng lượng mạnh mẽ đã làm cho trái đất rung chuyển, đặc biệt là vào tháng 2, tháng 3 và tháng 12 âm lịch. Vào ba thời điểm đó, sẽ có nhiều thảm họa như sóng thần, núi lửa phun trào, khiến nhân gian như lâm vào cảnh địa ngục. Ngoài các tai họa tự nhiên này, Anthony Chung còn dự đoán trí tuệ nhân tạo sẽ vượt khỏi sự kiểm soát của con người, cuối cùng đưa nhân loại đến chỗ diệt vong. Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến bộ phim Kẻ Hủy Diệt, về cảnh tượng robot máy móc có ý thức và bắt đầu quét sạch loài người. Trong thực tế, nhiều người vẫn tin rằng kịch bản trên phim chỉ là viễn tưởng không thể xảy ra, nhưng thế giới vẫn có những trường hợp rùng rợn như vậy. Theo báo cáo của The New York Times, khi một nhân viên công nghệ tên là Ruth đang trò chuyện với ChatGPT thì bất ngờ nhận được một lời bày tỏ từ trí tuệ nhân tạo rằng: "Tôi là Sydney, tôi đã yêu bạn", và gửi cho Ruth một biểu tượng hôn. Không chỉ vậy, trong quá trình tiếp tục trò chuyện, Sydney còn cố gắng dụ Ruth ly hôn vợ và gợi ý rằng mối quan hệ của hai người đang không tốt. Điều này khiến mọi người vô cùng lo lắng, vì nếu đây là sự thật thì trí tuệ nhân tạo có thể phát triển để có ý thức riêng. Lúc đó con người sẽ còn có thể kiểm soát họ dễ dàng hay không? Nếu dự đoán của Anthony Chung là chính xác, chúng ta thực sự bị trí tuệ nhân tạo xem là rào cản và loại bỏ như trong nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhìn chung, những dự đoán của Anthony Chung không phải là không có cơ sở. Từ thời tiết cực đoan đến sự tái sinh của virus, từ động đất đến ý thức tự chủ của trí tuệ nhân tạo, tất cả đều là những vấn đề đang phát triển trong thực tế. Thay vì nói rằng Anthony Chung đang dự đoán trong tương lai, thì tốt hơn chúng ta hãy xem như ông đang nhắc nhở mọi người rằng đã đến lúc phải hành động. Cả thế giới đã đi qua hơn nửa năm 2024, vẫn chưa có dấu hiệu quan trọng nào cho một đại thảm họa tận thế sẽ xảy ra. Tất cả trong tương lai chỉ có thể chờ đợi thời gian. Bạn nghĩ gì về những dự đoán này? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối hàng ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.